Caziez, hội truyền giáo hải ngoại Paris, giới thiệu Điện bà Tây Ninh trong những lúc nông nhàn đọc sách, tìm thấy một tư liệu hết sức quý giá về lăng gia long trọng, những người bạn cố đô Huế, tập 3, năm 1923. Trong Điện bà Tây Ninh blog post, Điện bà Tây Ninh đã có loạt bài về những vấn đề này khi đi điền dã năm 2020. Nay chuyển sang dạng video cho dễ theo dõi và kết hợp với những tư liệu mới để hoàn thiện, thân ái, Điện bà Tây Ninh hướng dẫn du lịch tổ chức du ngoạn. Bến đỏ lên lăng Gia Long nằm cách tòa khâm sứ và tòa thị chính Huế 14 km, tức là 20 phút đi xe hơi, và 1 giờ 30 phút đi xe kéo tay. Xe hơi thì không thể đi qua đỏ được. Hơn nữa, cuộc viếng thăm lăng tẩm gồm một cuộc đi dạo bộ khoảng 4 cây số và cần phải tốn 1 giờ 30 phút đến 3 giờ đồng hồ tùy theo. Người ta chỉ muốn ngắm cảnh và những kiến trúc chính, hay muốn nghiên cứu kỹ các chi tiết. Đây là một cuộc dạo bộ khá mệt nhọc nhất là đối với các bà, vì phải đi nhiều giờ trong thời tiết nóng nực. Nếu muốn tránh tất cả sự mệt nhọc ấy, tốt hơn nên tổ chức cuộc đi chơi và thăm viếng lăng tầm bằng xe kéo tay, hoặc nếu muốn đi bằng ô tô đến bến đò lên lăng, phải thuê những người kéo xe tay đưa xe qua đò trước và đợi du khách ở bờ bên kia sông. Giá biểu xe kéo tay, giờ đầu 0,25 đồng, các giờ tiếp theo 0,2 đồng hoặc thuê chọn thì khoảng 1,0 đồng cộng thêm một số tiền phụ mà người phu xe đồng ý lấy giá 0,02 đồng cho từng km và 0,05 đồng cho một giờ đợi. Ở Huế có một vài nơi cho thuê xe ô tô. Thời gian tốt nhất để thăm viếng lăng tầm là vào cuối buổi chiều. Người ta khởi hành từ Huế vào khoảng 3 giờ nếu muốn đi bằng xe kéo tay, hoặc 4 giờ 30 nếu đi bằng xe hơi, vào thăm lăng khoảng từ 5 giờ đến 6 giờ chiều, lúc mặt trời đã lặn sau dãy núi. Vào lúc này nên lưu ý, cảnh đẹp hữu tình bày ra trước mắt. Khi người ta ra khỏi phương môn điện Minh Thành hoặc lúc đó người ta đứng trên đàn cao nhất của chính bên lăng vua, rồi đi dạo chơi dọc theo bờ hồ phía điện ra thành nên lưu ý đến con đường đi lui dưới những gốc cây cổ thụ cao lớn. Sau khi rời khỏi điện thoại thánh, ngôi nhà của vị quan hộ lăng nằm ngay lối vào vườn lăng, được trang bị bàn, ghế, giường, phản, bếp núc cho phép các du khách có thể mang tất cả những gì cần thiết như đồ ăn, đồ uống, dĩa ăn, bộ đồ ăn, khăn ăn vân vân để tổ chức một bữa ăn trong cuộc du ngoạn, mang đến từng người và mỗi người tặng một món tiền bòi rè có lính hộ lăng tiếp đãi hết sức niềm nở. Vậy, để cho cuộc du ngoạn viếng lăng được hứng thú hơn, người ta có thể thăm lăng minh mạng vào buổi sáng, rồi đến ăn và nghỉ trưa ở lăng Gia Long. Tiếp theo sẽ thăm lăng Gia Long vào buổi chiều, hoặc chỉ viếng lăng Gia Long vào những giờ cuối ngày, như đã được nói ở trên, và ăn tối ở đó, rồi nhân đêm có trăng người ta đi dạo chơi trong các rừng thông mà những thân cây cao lớn nổi bật mạnh mẽ trên màu đen của tàn lá. Trong khi các vòng tường bảo vệ các lăng tầm và nền sân cao của các điện thờ vẽ lên những nét hài hòa huyền ảo. Mặt khác, sau khi ăn tối xong, người ta có thể trở lại Huế bằng thuyền rồng để giữ cái yên lặng và mát mẽ, có thể thừa ngoạn cảnh bóng núi in hình trong nước sông. Trong khi đâu đó, những người trèo đỏ cất giọng hò mái nhì nghe mềm mại là lớt. Lộ trình khởi hành từ tòa khâm sứ hoặc tòa thị chính Huế, người ta đi ngược lên theo đường Jules Ferry, sau khi đi ngang trước phủ doãn đường Thừa Thiên, về phía phải và trại lính thân binh, về phía trái, sau khi qua chiếc cầu vắt ngang sông Đào Phủ Cam, tiếp tục đi theo đường Nam Dạo ấy, du khách băng ngang con đường sát hướng vào Gia Nè, về phía phải, nhìn xuống nhà ga và một con đường, là ngôi chùa báo quốc trên cao, chùa do tổ giác phong khai sơn vào những năm đầu thế kỷ 18. Dưới thời Võ Vương 1747, chùa được mở rộng và chùa có ban cho chùa một bức hoành. Dưới triều Tây Sơn, chùa bị triệt hạ. Vào những năm 1808, chùa được bà Hoàng Thái Hậu, mẹ của vua Gia Long, cho trùng hưng. Cổng chùa lớn đồ sộ được xây vào năm 1808 đã được trùng tu vào năm 1873. Trên bộ giàn trò ngôi chùa và các ngôi nhà phụ thuộc, có nhiều mô típ trang trí chạm trổ rất gợi cảm lại có nhiều tháp mộ của các nhà sư quan trọng trong chùa. Km 2,5, đường Nam Giao, cánh đồng Lăng Mộ, trải rộng ở phía nam Kinh Thành, kéo dài từ 8 đến 9 cây số và lấn sâu vào núi non làng mạc từ 1 đến 2 cây số. Về phía phải, nhiều dãy ngọn đồi thấp nhỏ nối tiếp nhau, có nhiều ngôi chùa Phật giáo cảnh trí rất gợi cảm, đáng viếng thăm, lại có cả bể lọc và bể chứa của nhà máy nước thành phố Huế. Về phía trái, cách một khoảng khá xa, có núi Ngự Bình. Vào năm 1768, Chúa Ngãi Vương đã chọn làm bình phong theo luật phong thủy để cản những ảnh hưởng xấu từ phương Nam lại. Chúa Ngãi Vương đã đặt chính dinh và xây dựng kinh thành núp sau bức bình phong đất tự nhiên ấy. Đến đời minh mạng, nhà vua cho cất lên tại núi này, trên đỉnh ở hướng đông, một nghinh lương đỉnh, thỉnh thoảng, có triều đình hộ giá, ngài đến đây để nghỉ ngơi, về sau các vua kế vị như thiệu trị, tự đức đều theo gương ngài để nghỉ nơi đây. Có một đường bậc thang rộng bằng đá thu dẫn từ chân núi lên đến đỉnh, về phía sườn đông, mà theo một số người thì đường này do người chăm xây dựng. Km 3,5, đường Nam Giao, đến đàn Nam Giao, trong một đồi thông Nguy Nga, ở giữa một vòng thành bằng gạch xây, có chiều dài 390m và chiều rộng 265m, chỗ bốn cửa ở bốn hướng chính, trước bốn cửa có bốn bình phong rất lớn, ba đàn đồng tâm được xây lên từng tầng, hai tầng dưới thấp hơn xây theo hình vuông, tượng trưng cho đất. Theo thứ tự thì đàn dưới có cạnh 165m, đàn trên có cạnh 85m. Đàn cao nhất xây theo hình tròn, tượng trưng cho trời, có đường kính 42m. Cứ 3 năm một lần vào đầu mùa xuân, có đông đảo quan lại triều thần mang lễ phục cổ lễ đi hộ giá, đích thân nhà vua tức là Thiên tử, vào lúc nửa đêm và trong một đại lễ trang nghiêm đã đến viên đàn để tế Hoàng Thiên Thượng Đế, hậu thổ địa kỳ cùng các vị thánh vương tiền triều và tất cả chư thần núi sông vũ trụ đến nơi đối diện với Bình Phong Nam Giao, rẽ về phía tay phải, ở góc tây, Bắc đàn Nam Giao, có một ngã ba đường, bên trái là đường chạy quanh đàn Nam Giao, bên phải dẫn về lăng Tự Đức và nhà máy nước của thành phố Huế. Du khách đi theo con đường giữa có cột mốc chỉ dẫn, Lăng Thiệu Trị, km 4, đường Thiệu Trị, về phía tay phải có trai cung, nằm ở góc tây, Nam đàn Nam Giao. Trước lúc làm lễ tế trời, hoàng đế ngự tại cung này một ngày và một đêm để trai giới tức là tiết dục và không dùng một số món ăn nào đó trong các lần ngự thiện. Có một cổng đồ sộ và kiến trúc mỹ thuật để vào trai cung, ở mặt nam vòng thành, km 4,5 đến 5, đường thiệu trị, có cầu nhỏ làm bằng sắt được gọi là cầu lim, cầu gỗ lim, km 5 đến 5,5, đường thiệu trị, về phía trái, con đường dẫn đến làng hoàng đế khải định, đang tiến hành xây dựng. Du khách tiếp tục rẽ theo con đường phía phải, có bảng chỉ đường, về Gia Khê, về Lăng Thiệu Trị km 5,5 đến 6 đường thiệu trị dưới trên đồi ở bên trái có một ngôi miếu nhỏ gọi là trung hầu miếu để tưởng nhớ một vệ lính gọi là trung hầu vệ ngày xưa đã từng đồn trú ở chỗ này km 6 đường thiệu trị ở bên trái trên một gò đất thấp và trong một rừng thông nhỏ có đền thờ sơn thần núi thuận đạo vị sơn thần này bảo hộ toàn bộ các ngọn đồi lân cận lang vua thiệu trị được xây dựng trong vùng đồi núi đó thần núi thuận đạo là đối tượng của một sự thờ cúng đặc biệt và nói riêng thần có một vị trí trong hàng chư thần được thờ cúng ở lệ tế Nam Giao. Miếu này được xây dựng vào năm tự đức nguyên niên, 1848. Miếu này chỉ đem lại một hứng thú về phương diện nghiên cứu lịch sử các tín ngưỡng của người An Nam. Con đường theo các cột mốc cây số, thay đổi tên mỗi khi người ta đi đến một trong những cảnh quan mà nó dẫn đến cảnh quan đó, đầu tiên gọi là đường Nam Giao, rồi nó trở thành đường Thiệu Trị, rồi trở thành đường Gia Long, nhưng cột mốc tính cây số không thay đổi. Ở bên phải và bên trái con đường, người ta thấy trong rừng thông hay ở giữa các cánh đồng từng cặp cột trụ cao lớn báo hiệu vùng lăng tẩm các vị hoàng đế hoặc hoàng hậu và những cột nhỏ xây bằng gạch làm giới hạn vùng đất dành cho mỗi làng. Km 6,5, đường Thiệu Trị, tại địa điểm này có một ngã tư, con đường đầu tiên ở phía trái dẫn thẳng vào lăng Thiệu Trị, con đường thứ hai ở phía trái không đi ô tô được, chạy quanh vùng lăng vua và dẫn đến lăng hoàng hậu của vua Thiệu Trị, con đường thứ nhất về phía phải bàng cột mốc chỉ đường về lăng tự đức dẫn đến lăng tự đức bằng cách đi ngang trước lăng hiếu đông tức là lăng của tá thiên nhân hoàng hậu chính phi của vua minh mạng lăng nằm trong một rừng thông rộng đi ngang qua đồi vọng cảnh là nơi mà từ đó người ta có thể thưởng ngoạn phong cảnh tuyệt vời trên thung lũng dòng hương và đi ngang qua nhà máy lọc nước người ta có thể theo đường này để về đi theo con đường thứ hai về phía tay phải km 7, đường gia long tại đây có một ngã ba đường về phía phải đi ngang chóp vọng cảnh, dẫn đến lăng tự đức, người ta có thể theo đường này để trở về, đường ở giữa đi đến bờ sông, bến thuyền ngự của lăng thiệu trị, đi theo đường về phía trái, có bảng trụ mốc chỉ đường, về lăng thiệu trị, lên lăng ra lòng, quay nhìn lui về bên trái, trong một vòng thành in mắt bóng thông già, là nghĩa địa của những hoàng tử con vua thiệu trị mất khi còn nhỏ tuổi hoặc trước tuổi kết hôn, về bên trái, trên dãy đồi chạy viền theo con đường. Có hai ngôi miếu nằm dưới bóng thông, ngôi thứ nhất được dựng vào năm Minh Mạng thứ 11, 1830, miếu thờ An Ninh Bá, một người dân làng cư tránh, tên là Nguyễn Ngọc Huyên. Người này đã tìm thấy một số xương cốt của thân phụ Gia Long còn sót lại nhờ thoát khỏi sự xâm phạm mà nhà Tây Sơn đã thực hiện khi cho quật lăng thân phụ vua Gia Long để tỏ sự nhớ ơn người dân này. Chính phủ Nam Triều đã cho cúng quẩy vào các ngày lễ kỵ của ông. Ngôi miếu thứ hai, được dựng vào năm 1821, tức năm minh mạng thứ hai, dành để thờ sơn thần núi Hưng Nghiệp, chính dãy đồi chạy dọc theo dòng sông, khởi từ chỗ này và ở dưới chân đồi đó là nơi có lăng thần phụ vua Gia Long, cũng như vị sơn thần ở lăng thiệu trị. Vị sơn thần bảo hộ lăng thân phụ vua Gia Long đã được đưa vào tự điển, đặc biệt là lúc có lễ tế giao, thờ tại hiệu án thứ hai ở phương đàn. Hai ngôi miếu này chỉ đem lại hứng thú cho sử gia hoặc cho người để tâm nghiên cứu tín ngưỡng mà thôi. Km 7,5, đường Gia Long, tại cây số này người ta đi tới bờ sông và đi lên hữu ngạn sông Hương. Nhìn qua bên kia tả ngạn, về phía hạ lưu có điện hòn chén thuộc về đạo giáo, người ta cũng gọi là điện lên đồng. Đây là nơi có cảnh đẹp đáng xem, điện thờ rất nhiều vị thần. Vào tháng 2 và tháng 7 hàng năm có lễ hội hành hương long trọng và có nhiều nhảy múa đồng bóng. Về phía thượng lưu, có lăng tẩm của các vị chúa và các bà hoàng của Triều Nguyễn, trước thời vua Gia Long, lăng trường diễn của chúa Sãi Vương 1613-1635. đến 1635, Lăng Trường Hưng của Chúa Hiền Vương, 1648 đến 1687, Lăng Vĩnh Cơ của bà vợ Nguyễn Hoàng, người lập ra triều đại nhà Nguyễn, 1558 đến 1613. Những lăng tầm này chỉ gây chú ý về lịch sử. Km 8, đường Gia Long, tại đây có lăng cơ thánh, nơi an táng thân phụ vua Gia Long, được xem như là nền tảng khó lòng lai truyền về đạo đức thánh thiện, thánh của các vị hoàng đế triều Nguyễn. Vị chúa này, tên gọi là Luân Hay Gọ, và thụy hiệu của ngài là Hưng Tổ Hiếu Khang Hoàng Đế, ngài là con trai thứ hai của Chúa Võ Vương. Khi Chúa Võ Vương mất, đáng lẽ ngài là người lên trị vì, nhưng ngài bị một phe đảng có thế lực hơn lật đổ và ngài mất năm 1765, trước khi xảy ra cuộc khởi nghĩa của nhà Tây Sơn. Theo truyền thuyết, chỗ đất xê lăng này được một nhà sư hiện ra một cách kỳ bí để chỉ cho bà con của vị Chúa đã mất. Lăng này được dân chúng gọi là lăng sọ một câu chuyện cổ tích kể thành hai thuyết đã giải thích tên gọi này. Thuyết thứ nhất, theo sách vở chính thức, cho rằng vào năm 1790, một vị tướng Tây Sơn tên là Nguyễn Văn Ngô đã cho quật mộ và ném xương cốt của vị chúa xuống một khúc sông uốn cong, đối diện với ngôi làng. Ngay lúc đó căn nhà của tướng Nguyễn Văn Ngũ bốc cháy và buộc ông tướng này phải chạy về nhà. Một người dân làng cư tránh tên là Nguyễn Ngọc Huyên đã lợi dụng tình thế đó, cùng với các con trai mình, nhảy xuống sông mò từ đáy nước sâu vớt xương cốt của vị chúa lên và ông đã chôn cất một cách cẩn trọng. Vào năm 1801 khi trở lại Huế, Vua Gia Long được tin báo về sự kiện này, ngài đã chọn ngày lành tháng tốt để táng lại xương cốt phụ thân ngài vào chỗ cũ. Và năm 1806 lăng mộ mới được xây dựng. Sự giải thích thứ hai lưu truyền trong dân gian, như người ta đã đồng ý về câu chuyện này, thì nó vẫn mang dấu ấn siêu nhân rất đậm. Chuyện kể rằng xương cốt của chùa đã bị nhà tây sơn ném xuống sông ngay trước mặt làng hiện nay và một đêm nọ một ngư dân cũng mang cái tên nguyễn ngọc huyền ấy khi kéo chiếc vó của mình lên thì thấy trong vỏ có một cái xương sọ người ngư dân ném cái xương sọ đi xa lần thứ hai xương sọ lại xuất hiện trước chiếc giớ của anh người ngư dân run sợ ném chiếc sọ đi vào khấn thầm nếu đây là chiếc sọ của một ngài nào có quyền lực linh thiêng thì xin trở lại trong giớ của tôi và lần thứ ba chiếc xương sọ lại trở lại trong lưới giớ. Thế rồi, người ta cho rằng đó chính là xương sọ của hoàng đế và để xác nhận điều này, vua Gia Long đã rạch cánh tay, cho một giọt máu nhỏ lên xương sọ của hoàng đế. Ngay tức khắc giọt máu được chiếc xương khô hút lấy một cách khao khát, điều này đã minh thị tình máu mù cha con không thể nghi ngờ gì nữa. Người ta làm lễ táng rất lòng trọng chiếc xương sọ vào ngôi lăng hiện nay, và vì lẽ người ta cho rằng số cốt xương còn lại sẽ nằm dưới nước không xa lăng đó bao nhiêu, người ta truyền như vậy cho nên nhà Nguyễn đã cho lấp toàn bộ hữu ngạn khúc sông trước mặt lăng. Đó chính là vùng đất thấp mà hiện nay người ta thấy dưới con đường nhỏ ven sông chạy viền theo con đường lớn. Người ta tìm ra chiếc xương sọ được phong tước hàng con cháu của ông cũng được tập tước theo. Chính cái miếu mà chúng ta đã thấy, ở km 7 là để thờ ông. Sát bên lăng, phía trái người ta đứng quan chiềm, dưới mấy cây dốc, gania và một cây bàng, bazamie, có một cái am nhỏ xây bằng gạch tất cả là nơi trú ẩn của các hiện tượng huyền hoặc, và vào ban đêm, những nữ yêu tinh ẩn trú ở vùng đó thường xuất hiện dưới ánh trăng, mang áo quần trắng và đầu bịt một cái khăn xanh nhảy múa ở giữa sân lớn lát gạch trước lăng. Những người yêu thích phong cảnh đẹp không nề hà, có thể leo lên dãy đồi, bên sau lăng cơ thánh, chạy dài theo hữu ngạn con sông và leo lên tận các đỉnh đồi. Ở độ cao từ 60 đến 80 mét, người ta bao quát được cả dòng sông Hương, cảnh tượng gợi cho du khách nhớ đến một vài góc của hồ Lu Sơn. Đây chính là phong cảnh thụy sĩ của vùng Huế. Công việc mở một con đường xe hơi có thể chạy được lên trên các đỉnh đồi này sẽ là một công trình lớn cho ngành du lịch. Km 9,5, đường Gia Long, tại đây có cầu nhỏ bằng sắt vắt ngang trên dòng suối Châu Chữ, người ta thường gọi là Khe Chu Ê, lên cao hơn, dòng suối này chảy ngang trước mặt lăng vua Khải Định. Ở bên phải, nơi hợp lưu của dòng suối và con sông, có một dãy cắt nhỏ dựng tấm bia cho biết tên vùng này là Tiểu đảo Thạc Bái, bên trái con đường, trên sườn núi, có một bi đình nhỏ bằng gạch xây tre một tấm bia, trên bia khắc câu chuyện về sự kiện xảy ra để giải thích tên đảo cắt nhỏ này. Khi vua ra lòng cho xây lăng của hoàng mẫu và xây tầm riêng của mình, nhà vua thường ngự giá bằng thuyền ngự lên xem các công trường xây dựng ấy. Một hôm, khi đoàn thuyền ngự vừa đến ngang nơi này, người ta thấy trên hòn đảo cắt nhỏ một con dài cá, lâu tre rất lớn đang đứng làm lễ lại hoàng đế, vua minh mạng, lúc đó còn bé, đã chứng kiến sự kiện này. Về sau, vào lúc gần cuối đời ngài, năm 1840, một hôm nhà vua ngự giá qua ngang chỗ này, ngài lưu ý rằng hòn đảo cắt ấy đã phát rộng lớn ra, nhớ lại chuyện xuất hiện của con giái cá, và động lòng bởi tình cảm hiếu đạo. Nhà vua ban cho giải cắt ấy cái tên mà hiện nó đang được gọi cho tới nay, Thạc Bái. Vua quyết định vĩnh viễn tha thuế cho vùng này và cho dựng lên một tấm bia để nhắc nhở kỷ niệm sự kiện này. Vào năm 1842, vua thiệu trị cho xây một bi đình nhỏ để che tấm bia, và trên đảo nhỏ, nhà vua lại cho dựng một tấm bia chỉ rõ địa danh vùng này, km 11, đường Gia Long, đây là làng Bằng Lãng. Về phía phải có cái chợ gọi là chợ Thuận, có bến đò qua lăng Minh Mạng, lăng nằm trên tả ngạn con sông, khách du lịch phải cần đến một giờ mới tới lăng. Nơi đây là chỗ hợp lưu của hai dòng sông tạo thành sông Hương chính bên tà ngạn của dòng tà trạch hay hữu ngạn đối với dòng chảy. Cách gọi hữu ngạn này là cách người An Nam thường dùng là nơi có lăng Gia Long, km 13, 14, đường Gia Long, về phía trái, có sự phân nhánh con đường Gia Long, Dạ Lê, từ con đường Dạ Lê này người ta có thể trở về Huế lại, vào khoảng 16 cây số, cảnh vật như tranh, xa xa, sau các cánh đồng xứ Huế là đầm phá về phía đông, rồi đụng cát tiếp nhau, các đỉnh núi cao của đèo Hải Vân, km 14. Bến đò lên Lăng Gia Long, xe hơi không qua sông được, đò ngang do một vài người trong đội lính hộ lăng trèo qua, khách trả cho họ số tiền công 20 xu. Bến đò ở bờ bên kia nằm cách vài trăm mét về phía thượng nguồn, trên một bãi cát mà người ta phải băng bộ qua đến ngõ đi vào vườn lăng. Trên bờ, nhìn về phía phải, khách thấy những cột trụ bằng gạch xây đánh dấu nơi có lăng trưởng phòng. Những cột trụ ấy có một câu chuyện, vào tháng 3 năm 1839, vua Minh Mạng ban hành một đạo dụ nói rằng trong số các tôn lăng của hoàng triều có nhiều lăng nằm gần bờ sông tuy nhiên những người chèo thuyền công của nhà nước hay các thuyền thường trên sông khi ngang qua trước các tôn lăng này tự tiện hát hò hoặc gây huyền não bất kính điều này trái ngược với lòng tôn kính mà phải tuân thủ đối với những nơi tôn nghiêm này vì vậy hoàng đế xuống dụ cho xây trước mặt các tôn lăng nằm bên bờ sông hai cột trụ bằng gạch tỏ dấu hiệu đó là nơi mà người ta phải kính trọng và không được tới gần những cột trụ mà người ta thấy khi còn ngồi trên thuyền ở xa ngôi lăng mà nó chỉ điểm gần 1.500 mét, những cột trụ ấy cao đến 4,4 mét, cộng thêm cái bệ cao 2,2 mét nữa. Việc xây dựng những trụ này bắt đầu từ ngày 4 tháng 7 năm 1840 được nhà vua giao cho bộ lễ và bộ công, và không thiên giám cùng phụ trách. Người ta không nên lẫn lộn những cột trụ này với những cột trụ nhỏ hơn, để giới hạn vùng đất dành cho mỗi lăng, cũng không nên lẫn lộn với những cái không trụ được xây cao hơn nhiều là những trụ được xây trước mỗi ngôi lăng trong các lăng lớn của nhà vua hoặc hoàng hậu. Thăm viếng lăng tầm. ở vùng lăng Gia Long, du khách cần phải đến xem những ngôi sau này. một, Tổng thể và chi tiết của cảnh quan thiên nhiên. 2. Lăng Quang Hưng. 3. Điện Minh Thành. 4. Chính Tẩm. 5. Bi Đình. 6. Lăng Thiên Thọ Hữu. 7. Điện Gia Thành. 8. Am Thờ Thánh Mẫu. 9. Lăng Trường Phong. 10. Lăng Thoại Thánh. 11. Điện thoại Thánh, 12, Tháp Kim Thân hay còn gọi là Tháp Mộ của Công Chúa Long Thành, 13, cuối cùng là Lăng Vĩnh Mậu, chữ đậm chỉ nơi du khách nhất định phải đến thăm. Những chữ in thường chỉ những di tích lịch sử mà trước nhất chỉ có hứng thú cho sử gia hoặc nhà khảo cổ học. Du khách có thể đến thăm nếu có thời gian, hoặc không sợ quá mệt mỏi, là vì cảnh đẹp như tranh của những nơi này, nhưng họ cũng có thể không cần đến thăm. Để thưởng ngoạn cho được cái đẹp của toàn bộ và chi tiết của cảnh quan thiên nhiên, cần phải đi theo các con đường dẫn từ di tích lịch sử này đến di tích lịch sử khác. Để tham viếng các di tích lịch sử khác nhau, chúng ta nên theo một thứ tự hợp lý nhất và tiện lợi nhất cho người du lãm. Sau khi băng qua bãi cắt viền theo bờ tà ngạn con sông, ta đến lối vào quan lộ, trước hết hai bên đường người ta trồng những hàng cây tử đinh hương giống ở Nhật Bản, rồi đến những cây đáy rất lớn, và rừng thông, xuôi về phía dưới một đoạn, có con đường cái quan dẫn vào lăng vĩnh mậu. Du khách muốn viếng thăm các lăng ấy có thể đi theo hai con đường đó, nhưng thực tế hơn là nên đến các lăng đó bằng các con đường mà chúng sẽ nói sau này, là những đường tắt rút ngắn lộ trình rất nhiều. Ngày 26 tháng 4 năm 1815, vào giờ dần từ 3 đến 5 giờ sáng, tử cung của bà Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu, chính hậu của vua Gia Long, cập bến đò để rước lên theo lối vào con đường cái chạy thẳng trước mặt chúng ta. Mấy năm sau, đến lượt vị Cao Hoàng Đế. Đoàn đám tang vua khởi hành từ Huế vào sáng ngày 25 tháng 5 1820, vào ngày 26 sau khi đã cung lễ an điện. Lễ này được cử hành khi đoàn đám tang đang trên đường đi. Một vị quan đại thần có nhiệm vụ làm lễ kỳ cáo với các vị thần trông coi đạo lộ từ bến sông lên đến tầm rằng đoàn đám sẽ đến và lên bộ. Chiều lại, từ cung nhà vua và đoàn đám tang đến bến đỏ, hai bên con đường dẫn từ bờ sông đến lăng, người ta thắp đèn đuốc sáng trưng suốt đêm, giữa khoảng từ 5 đến 7 giờ sáng hôm sau tức là ngày 27 tháng 5, sau khi một quan đại thần đã kính cần quỳ tâu xin tiên đế cho rước tử cung lên bộ, và theo thứ tự đường đi đã vạch trước, người ta khởi sự rước tử cung lên lăng. Vua Minh Mạng ngồi trên một xe kéo tay theo sau bàn đại thăng dư, trong số các triều thần hộ tống có một người Pháp, ông Philip Van Nier, và có thể là ông Zé au vào lúc đó, ông Chai Neau đã về Pháp. Bên phải và bên trái đường đi vào vườn lăng, người ta thấy những cột trụ bằng gạch đầu tiên để giới hạn vùng đất thiêng dành cho lăng vua. Theo phong tục được pháp luật công nhận, người ta không bao giờ được phép xâm phạm đất đai dành để táng người quá cố. Diện tích vùng đất ấy rộng hẹp tùy theo điều kiện của người quá cố. Vùng đất ấy chỉ có vài mét vuông đối với người dân thường, nhưng lại lớn hơn rất nhiều đối với những quan đại thần hoặc những hoàng tử trong hoàng gia. Đối với lăng vua Gia Long và các lăng tầm phụ thuộc vào vùng này, thì vùng đất có chu vi đến 11.234,4 mét một bản đồ vẽ vào năm tự đức thứ 12, 1859 lại bảo là đến 2640 triệu. Những cột trụ xây gạch để giới hạn vùng đất lăng này ngày xưa lên đến 85 cột, vào năm 1859, chỉ còn lại 42 cột. Hiện nay, còn khoảng chừng một chục cột còn nguyên vẹn, đa số đều bị hư hỏng nặng. Từ bến đò lên đến khoảng 275 mét, con đường cái rẽ hai, đường bên mặt, đi ngang qua lăng vĩnh mậu cũng gần và tới lăng thái trưởng công chúa Long Thành cũng vậy. Nhưng theo đường này đi thẳng lên thì đến điện và lăng thoại thánh, đi thẳng lên nữa, du khách sẽ đến điện gia thành và lăng thiên thọ hữu, gần lăng này con đường bên phải gặp con đường bên trái. Chính từ con đường bên trái này, người ta sẽ trở lui về, con đường bên trái dài 1538 mét, dẫn du khách đến lăng gia long và các điện đài, nhà cửa phối thuộc, chỗ ngã rẽ hai con đường có hai ngôi nhà, đây là nơi ở của các quan và lính hộ lăng. Chính tại ngôi nhà này, du khách có thể nghỉ lại để tổ chức bữa ăn, nếu cuộc du ngoạn có kế ho như vậy. Cũng chính nơi đây, du khách có thể thuê người hướng dẫn đưa đi thăm làng. Khi cuộc viếng thăm đã xong, du khách trả cho họ một số tiền thù lao, nhất là du khách có nhờ họ công việc sửa soạn bữa ăn, một hoặc hai đồng, tùy theo công việc của họ. Ngôi nhà bên trái là nhà của các vị quan văn được giao phụ trách công việc hộ lăng, có hai vị là tránh sứ hộ lăng. Những vị này đều lựa chọn trong số người của hoàng gia các vị thường ở Huế, nhà ở hộ lăng chỉ là nơi dừng chân tạm trú. Nhà phía bên phải, với các nhà phụ thuộc, được dành cho vị quan võ và lính hộ lăng. Dưới thời các chúa trước triều vua Gia Long, công việc hộ lăng của nhà chúa Nam Hà được giao cho người nguyên gốc Tống Sơn, nghĩa là người của phủ phát tích dòng họ Nguyễn. Quân lính hộ lăng này học thành một vệ, có nhiều đội, mỗi đội có 30 người và tên gọi là lão súng vệ. Dần các làng kế cận cũng được tuyển mộ để lo việc tạp dịch. Vua Gia Long, kể từ khi mới lên ngôi, các vua kế vị ngài có thay đổi các đội quân này và họ được gọi là lính thủ lăng, sau đó đổi thành lính hộ lăng. Chính tên này họ còn giữ cho đến ngày nay. Vệ lính hộ lăng có nhiều đội, mà đội đầu tiên được giao phó trách nhiệm gìn giữ lăng ra lòng. Nếu đi theo con đường phía trái, tức là con đường cái quan, thì sau khi đi chừng vài trăm mét dưới bóng cây đa lớn và dọc theo dãy đồi thông, du khách sẽ đến một con đường nhỏ, về phía tay phải dẫn vào lăng quang hưng mà người ta thấy trên một ngọn đồi nhờ những tường bảo vệ lớn màu đen của nó. Bà Hoàng phi được táng ở lăng này là một bà vợ của chúa Hiền Vương, sinh ngày 18 tháng 7 năm 1620 hoặc 1619, lên ngôi chúa vào năm 1648 hoặc 1649. Mất ngày 30 tháng 4 năm 1678 bà đã sinh ra chúa Ngãi Vương, sinh ngày 13 hoặc ngày 29 tháng Giêng năm 1650, lên trị vì năm 1688 mất ngày 7 tháng 2 năm 1691. Bà là con gái của một quan đại thần, Ngài Tống Phúc Khang. Gia đình của vị quan này đã giữ vị trí danh tiếng ở triều phủ chúa Nam Hà ở thế kỷ thứ 17. Bà mất vào ngày 11 hay là ngày 21 tháng 3 âm lịch, không rõ vào năm nào. Làng xây bằng vôi gạch, được bao quanh bằng một lớp thành thứ nhất dài 15,7 m, rộng 12,5 m và cao 2 m, có chỗ một cửa mặt trước và có bình phong tre. Lớp thành thứ hai, tức là vòng la thành, dài 28,8 m rộng 25,2 m và cao 2,6 m với một cửa mà người ta không được phép qua. Ở phía trước có một sân trầu dài 25,2 m rộng 9,7 m với 16 bậc tầng cấp dưới thời Tây Sơn, cũng như tất cả những lăng mộ khác trong dòng chú Nguyễn, lăng mộ của bà cũng đã bị quật lên. Vua Gia Long đã cho sửa sang lại lăng này vào năm 1808, năm 1840, vua Minh Mạng cho xây những tường thành tại đây bởi vì năm này phải phải bồi đắp cung phước đức và hưng vượng cho lăng, Do chỉ dụ của nhà vua, những quan lại và quân lính được giao phó trách nhiệm mà làm hỏng việc, đều bị kết tội phạt, kẻ thì 80, người thì 60 triệu, những người khác thì phạt đánh 50 hoặc 40 roi mây, cắt nhiều tháng lương. Thăm lăng này xong, ta trở lại con đường cái quan, và đi theo con đường lớn này, dưới những vòng lá thông rất lớn, mãi cho đến khi du khách đến một ngã ba đường. Con đường rẽ về phía phải sẽ dẫn đến lăng thiên thọ hữu lát nữa sau khi xem xong làng này du khách sẽ theo con đường này để trở lại đường cái con đường chính giữa đưa du khách đến điện minh thành tốt hơn hết nên đi theo con đường phía trái vì sau khi đi độ được hơn chục mét người ta sẽ đến cửa sau điện minh thành điện minh thành dành thờ tự vua gia long và chính hậu của ngài là bà thừa thiên cao hoàng hậu hai chữ minh thành đặt tên cho điện này người ta có thể dịch ra như sau sự hoàn thiện rạng rỡ nhưng người ta lại giải thích hai chữ đó theo cách khác làm hoàn thành vào sáng hôm sau bởi, theo người ta nói, hình như ngôi điện này phải được làm nhanh cho xong vào sáng hôm sau ngày khởi công xây dựng vì thế mà bộ sườn nhà của ngôi điện không sơn sòn thép vàng lộng lẫy, không được chạm trổ phức tạp gì cả. Điều này không đúng. Hình như cách giải thích này chỉ là một kiểu chơi chữ của một nhà nho thích khích bác nào đó. Điện xây trên núi Bạch có nghĩa là núi trắng một trong 14 đỉnh núi tạo thành sân trầu một cách tôn nghiêm, về phía tay mặt, đối với tầm vua. Điện gồm có hai ngôi nhà xây mái kiểu trùng thiềm điệp ốc, ngôi chính điện dài 22,2m, rộng 14m, ngôi tiền đường cũng dài như thế nhưng rộng chỉ có 7,6m. Ở chính giữa ngôi tiền đường, treo tấm hành sơn son thép vàng chạm lên điện và niên đại xây dựng, năm Gia Long thứ 14, ngày tốt. Ở chính gian giữa chính điện, người ta tôn trí một cái khám thờ rất lớn chạm trổ tinh vi, sơn son thép vàng, trước khám có một bức màn bằng gấm, bên trong khám thờ thần chủ của hoàng đế, ở bên phải người đứng nhìn vào có thần chủ của hoàng hậu, trên đó viết thụy hiệu của vua và hoàng hậu. Trong hai ngôi nhà của điện Minh Thành, người ta bày nhiều đồ gỗ để thờ những hương án, trong số đó được chạm trổ rất phong phú, những ghế ngồi, kệ nhỏ cây chân, cái giá để đọc chúc văn khi cùng tế, gối dựa, sập thờ, những chân đèn, lư trầm, đáng lưu ý nhất là những chân đèn kiểu cổ. Một cái giá ba chân dùng để thao nước rửa mặt, một hỏa lò theo kiểu xưa những phần chính của bộ sườn nhà có nhiều chi tiết dựa trên những cách trang trí rất hiếm có. Một số các đố bàn áp tường đều đầy những mô tích trang trí mỹ thuật nhưng không mấy ít được lưu ý giữ gìn. Những cách thức chạm trổ ở đây cũng như ở điện thoại thánh đều có cùng một kiểu thức, có thể cho chúng ta nhận thức được nghệ thuật chạm trổ trên gỗ vào thời đại gia long. Nhưng ta phải lấy làm tiếc rằng trong những lần trùng tu sau này tất cả mô típ trang trí và bộ sườn nhà đều bị sơn một lớp sơn màu đà quá dày gây ra một hậu quả rất đáng tiếc ngày xưa tại điện minh thành người ta còn bảo tồn nhiều đồ vật ngự dụng dùng riêng của vua gia long ngày ninh lăng tiền đế vua minh mạng đã nói với ông nguyễn hữu thận và ông phạm đăng hưng rằng cái nón cái áo giáp đi trận và cái đại của hoàng đế thân phụ trẫm đã để lại cho trẫm đều là những vật mà ngài đã dùng trong suốt thời chinh chiến để đem lại hòa bình ổn định cho sơn hà xã tắc khi chậm nhìn lại những vật ấy, hình như chậm đang nhìn thấy lại chính con người của Hoàng Khảo chậm vậy. Những vật này để chứng minh biết bao công lao khó nhọc cũng như nỗi chân chuyện mà Hoàng Khảo chậm đã trải qua để đem lại kết quả tốt đẹp cho nước nhà. Vua Minh Mạng đã ban chỉ dụ bảo tồn những nhung phục của tiên đế tại Điện Minh Thành. Vào năm 1853, Triều Đình Trung Tu đã cho đặt vào đó những đồ vật và bàn ghế thờ đắt tiền để thay thế những đồ đã cũ, nhưng đối với đồ ngự dụng ngày xưa của vua Gia Long như nhung phục, nón trận, cái yên ngựa, những cây kiếm mà ngài đã mua từ châu Âu về, thì hoàng đế tự đức dụ rằng, không thể đưa đồ mới chế tạo vào thay thế những đồ của nguyên vị này như các khanh đã thay thế các đồ vật khác được, các khanh phải giữ yên chúng như vậy, để cho trăm đời sau có thể chiêm ngưỡng chúng như thế. Vào năm 1860, bộ lệ thấy những đồ thờ có tính cách thánh tích ấy đã đến tình trạng hư hoại, bèn dâng phiến tâu vua xin cho được sửa chữa, vua tự đức vẫn dụ rằng, các khanh cứ bảo tồn các vật ấy y như vậy để chứng minh cho trăm đời sau biết các cổ vật ấy với mục đích làm cho thiên hạ biết quân công của người mở nước xây dựng cơ đồ và biết nỗi lo âu của những người gìn giữ cơ đồ ấy là thế nào và nhắc nhở cho con cháu đừng bao giờ lãng quên những lời dặn đề phòng về võ bị là cần yếu hiện nay phần lớn cổ vật ấy không còn nữa thật đáng tiếc biết bao tại án thờ cổ vật lịch sử ở điện phụng tiên có lẽ người ta còn có thể thấy được vài thứ võ khí vào đời gia long Ngày 27 tháng 5 năm 1820 là ngày làm lễ Ninh Lăng Tiên Đế Gia Long, khi đoàn đám tang đến trước điện Minh Thành, đại thặng dư được rước lên các bậc tầng cấp rộng lớn và đặt ở trước điện, đầu quay về hướng Bắc, vâng thượng dụ của vua Minh Mạng, một hoàng tử em nhà vua đến đặt thần bạch vào dự án thơ chính, thân chủ được đặt ở bên sau thần bạch, các cháp đựng kim sách, kim bửu, thế sách của tiên đế cũng như các vật ngự dụng đều được sắp ở hai bên. Sau đó, một vị quận vương đặt chiếc ngai của tiên đế vào long khám, và triều đình chờ đợi đến giờ tốt, từ 5 đến 7 giờ chiều để cử hành lễ nhập huyền cung. Hôm sau, lúc trời vừa dạng sáng ngày 28 tháng 5, tại Điện Minh Thành, triều đình cử hành lễ thần chủ. Các quan dự sự đặt trước án thờ tiên đế một hương án quay mặt về hướng nam, trước hương án này, thiết trí một cái bàn khác mà thần chủ được đặt tạm ở trên đó. Về phía đông và quay mặt về hướng tây, người ta đặt bàn đề chủ, bên bàn đặt sẵn diễn nghiên bút son và một thỏi mực tàu gần bàn này ở hướng đông có một cái giá đựng tháo nước với khăn lào tay phía tây hương án hơi dịch ra trước một ít là chỗ bái vị vua minh mạng đứng lại trong buổi lễ đề thần chủ đến giờ đã định vua minh mạng mang quần áo đại tang đến đứng ở phía đông bái vị vị đại thần khâm mạng mang đại triều phục đến rửa kỹ hai tay và một quan thái giám tay bưng thần chủ đến đặt ngựa trên bàn đề chủ vị quan khâm mạng đề chủ tiến đến đứng nghiêm trang quay mặt về hướng Tây, kính cần viết lên thần chủ hí và miếu, thị hiệu của tiên đế. Sau đó thần chủ được thỉnh đến đặt chính giữa khám thờ đấng tiên đế. Thần bạch được quan thượng thư bộ lệ tháo ra và xếp lại đem đặt vào trong một cái hộp quý, để ngay sau lưng thần chủ, tại ngự bái vị, vua minh mạng làm lễ lại cung kính, xong nhà vua bước lui, bách quan dâng cúng lễ sơ ngu, và lúc buổi lễ chấm dứt, thần bạch được đem chôn vào một chỗ kín đáo trong sân trước điện Minh Thành. Về phần thần chủ, vua Minh Mạng cung kính rước về thờ ở Điện Hoàng Nhân nay là Điện Phụng Tiên. Trước Điện Minh Thành, có một sân lát gạch rộng 20,6m và dài 27m, ở giữa có một con đường lát gạch vuông màu đá đậm, dẫn tới những bậc tầng cấp có trang trí rồng chạy. Hai bên sân, là hai dãy nhà dùng làm nhà kho. Trong ngôi nhà phía bên phải, phía tây có một cái sập quỳ chạm trổ rất đẹp đã cũ kỳ và một bàn thờ thủ thần. Một cái thấn bằng đất tráng men với nhiều mô típ trang trí hình nổi. Ở mặt tiền, sân được đóng lại bởi cửa tam quan, tạo thành một cái lầu nhỏ có hai tầng dài 12,6 m rộng 6 m rất trang nhã với những mô, tiếp chạm trổ theo thời xưa ở bộ sườn và những tấm đố bảng chạm trổ gần giống kiểu chạm trổ bên trong điện, vừa đi ra khỏi cửa này, nhìn lên dãy núi xa cảnh vật vô cùng gợi cảm. Chiếc cửa tam quan, có ba tầng cấp với rồng chạy xuống thấp dần, có hai sân trầu, sân trên có chiều là 20,65m và 49m sân dưới có chiều dài là 12m và 6m, xung quanh có tường thấp bao bọc, hai sân này nhìn xuống, có 13 bậc cấp, con đường bên ngoài và một cái hồ rộng. Trong sân này, du khách hãy lưu ý đến một cái hương đình, du loi bằng đồng. Những bức tường thành của Điện Minh Thành và các nhà cửa phụ thuộc tạo thành một hình chữ nhật rộng 19m, chiều dài kéo sâu đến 102m. Sau khi đi xuống các bậc tầng cấp của sân châu có viền rộng chạy và đi quanh, về phía trái, nền thấp của Điện Minh Thành. Du khách sẽ đến trước tầm Vua Già Lòng, những bức tường cao của vòng thành, các sân trầu, xếp trồng lên nhau một cách hài hòa trong một khung cảnh toàn màu xanh tạo thành một tổng thể nguy nga, hùng vĩ. Ở dưới thấp và trên bờ hồ, có sân trầu lăng rất rộng, 49 mét chiều ngang trước mặt và 23 mét chiều dọc, kéo sâu vào trong. Được lát gạch vuông màu xám sắt, có hai con vòi bằng đá cao 1,76 mét, hai con ngựa đóng yên cương cao 1,15 mét và 10 tượng quan cao 1,55 mét tượng các quan văn hoặc các quan võ hộ giá mang gươm đứng hầu, họ đứng vĩnh viễn để chầu đấng tiên đế. Đây không phải là những tác phẩm nghệ thuật, song có ý nghĩa rất sâu xa. Tất cả những tượng đá này được đặt ở đây vào tháng 3, từ năm 1833. Vào tháng 7 năm 1831, nhà vua ban chỉ dụ tạc những tượng ấy. Những người thợ vẽ được phái vào Quảng Nam và ra Thanh Hóa để chọn loại đá cầm thạch tại địa phương, rồi tuyển những điêu khắc ra khéo tay đẽo tượng. Khi công việc hoàn thành và các pho tượng đa được đặt tại chỗ, vua Minh Mạng rất hài lòng về công trình này nên đã hậu thưởng cho các người thợ đã làm việc. Vào năm 1838, quan đô sát Nguyễn Đình Tuấn, trong lúc thi hành nhiệm vụ thanh tra, đã lưu ý thấy một trong những con ngựa đá tại sân chầu lăng tiên đế Gia Long bị vỡ mất một mảnh dây cương. Quan đô sát liền tâu vua Minh Mạng biết sự cố này. Nhà vua sắc sai bộ lễ thẩm tra lại một người lính hộ lăng là tôn thất chữ khai rằng ông ta thấy ở các tượng đã có nhiều mạnh vờ như vậy và đã có dấu hồ gắn lại một quan đại thần là ông phạm bạch như đến kiểm tra lại theo lời khai ấy và như lợi kết luận của ban tấu sự chính thức do bộ lệ tấu trình vua minh mạng kết tại ông lê phúc chư đốc công đẽo tượng vì không kiểm soát kỹ để báo cáo tình trạng của pho tượng nên phải phạt 60 mươi triệu không được hưởng án treo và lính hộ lăng tôn thất chữ cũng vì lý do như thế tức là biết mà không báo lên nên bị phạt 40 giòi mây không được hưởng án treo, đồng thời vua cũng ban chỉ dụ sửa lại những hư hại ấy. Hồ nước trải rộng trước sân trầu có hình bán nguyệt, mang ý nghĩa biểu tượng. Người ta đi xuống hồ bằng một tầng bậc cấp rộng 7,7 mét, có trang trí rồng chạy. Bên trên sân trầu lăng, có đến 6 tầng sân, chiều ngang trước mặt là 44,7 mét và dọc 6,5 mét, tất cả đều lát gạch, đều có tường thấp bọc quanh. Ở hai đầu sân tất cả có ba tầng cấp có rồng chạy hoặc một loại rắn gọi là con câu duỗi dài từng khúc mình của chúng ở mỗi cạnh lối đi lên. Tầng sân cao nhất được gọi là bái đình, tức là cái sân làm lễ lại khi cúng đấng tiên đế. Ở mặt trước, người ta chỉ thấy bức tường bảo vệ lăng có trổ một cửa hai cánh bằng đồng. Ngày xưa cửa này làm bằng gỗ, nhưng vào tháng năm 1845, một chỉ dụ của vua thiệu trị bảo phải làm cánh cửa này bằng đồng để cho nó tồn tại lâu dài trong nhiều thế kỷ. Ông Trần Hữu Đạo được giao phó hướng dẫn công việc làm cửa, có sự kiểm tra của bộ lễ và bộ công. Vào tháng 9 năm đó, công việc hoàn tất, người ta chuyên chở các cánh cửa đến lăng, chúng được lắp vào cửa suốt trong tháng 10. Những cánh cửa bằng gỗ đều bị hủy bằng cách đốt cháy. Trước sự hiện diện của các thành viên trong hội đồng phụ trách công việc ấy, muốn vào xem chính tầm của vua, người ta đi lên dọc theo các tầng sân, treo lên bờ dốc phía bên ngoài tầm và cứ tiếp tục đi vòng cho đến lúc đến bên sau vòng bảo thành của tầm. Đứng bên sau bảo thành đó người ta có thể nhìn xuống toàn cảnh trước tiên là hai ngôi mộ bằng đá cùng với những vòng thành màu xám buồn bao quanh. Nhìn ra hai bên là khung cảnh toàn màu xanh tươi của cây lá. Nhìn xa hơn nữa là những núi đồi trùng điệp rất đẹp, thật là cảnh hài hòa giữa cái vẻ khổ hạnh trang niêm vương giả của sự chết yên lặng phối hợp với vẻ tráng lệ của nhà cửa, voi ngựa sân trầu ghi kỷ niệm và lặn vào trong cái tĩnh mịch yên ắng của thiên nhiên nguy nga hùng vĩ. Mộ bằng đá phía bên trái, đối với người đứng nhìn từ đằng sau tới là chính tầm của Hoàng đế Gia Long và miếu hiệu của ngài là thế tổ cao Hoàng đế, và nhà bằng đá bên phải là nơi yên nghỉ của chính hậu ngài, bà thừa thiên cao Hoàng hậu. Vua Gia Long húy là Nguyễn Phúc Ánh hoặc Nguyễn Ánh, là con trai của ngài Nguyễn Phúc Luân hay là gọ, mà du khách đã thấy lăng ngài trên đường đi lên, ngài gọi là con trai thứ hai của chúa Võ Vương bị đoạt ngôi chúa vì sự lợi dụng của định vương, chúa Nguyễn Ánh sinh ngày 8 tháng 2 năm 1762, lúc còn rất nhỏ tuổi, vào năm 1775, ngài bị bắt buộc phải rời thuận hóa cùng với toàn bộ cung đình phủ chúa, bôn đào vào thủy chân lập trước sự tấn công của quân trị ở Bắc Hà. Việc nhà Tây Sơn tiêu diệt định vương là chú ruột của ngài cùng với anh em dòng tộc của ngài đã làm cho những người tòng vong trung thành với chúa Nguyễn Tôn Ngài lên làm chủ tướng vào năm 1778 và đến năm 1780 tôn ngài lên làm vương, ngang với vua một chư hầu. Vào năm 23 tuổi ngài đã chiến đấu với lực lượng Tây Sơn, không hề tỏ ra mất can đảm trước nghịch vận éo le của mình. Giám mục đi a gian Pine ao bè hai ne là người cố vấn ủng hộ ngài. Ngài đã phái người con trai trưởng của ngài là Hoàng Tử Cảnh đi sang Pháp để cầu viện chính phủ Pháp chính thức giúp đỡ. Kế hoạch ấy không thành, nhưng nhờ sự ủng hộ mà các sĩ quan người Pháp tình nguyện giúp ngài bằng cách tòng quân chịu sự chỉ huy của ngài. Song trước hết là nhờ vào năng lực tinh thần và những phẩm chất hiểu biết nghệ thuật chiến tranh, nên cuối cùng ngài đã chiến thắng được cuộc nổi dậy của quân Tây Sơn vào năm 1802. Ngài tuyên bố lên ngôi vua, đặt niên hiệu là Gia Long. Trong mắt người An Nam, ngài bị lưu mờ đi trước minh mạng, hoàng tử con ngài, nhưng lịch sử vô tư, không thiên vị thì thấy ở nơi ngài một con người chiến sĩ bất quất một con người đem lại tình trạng bình ổn cho Sơn Hà xã ác, một nhà tổ chức chính trị, nói tóm lại là một người sáng lập ra đại quốc An Nam. Người Pháp kính cần nhìn thấy ở ngài một người bạn trung thành đến giờ phút chót vẫn còn nhớ đến sự giúp đỡ của người Pháp. Ngài băng hàng ngày 3 tháng 2 năm 1820, giữa khoảng từ 9 đến 11 giờ sáng, và an táng vào ngày 27 tháng 5 cùng năm đó khoảng từ 5 đến 7 giờ chiều. Thừa thiên cao hoàng hậu, chính hậu của vua Gia Long là con gái của ngài Tống Phúc Khang, một trong những vị quan đại thần có thế lực ở triều đình Huế, bà nguyên quán Bùi Xá, trong vùng đất tỉnh Thanh Hóa là nơi đã phát tích dòng họ Nguyễn. Bà sinh ngày 19 tháng Giêng năm 1762, bà vừa tròn 16 tuổi, có lớn hơn Nguyễn Ánh mấy ngày, khi Nguyễn Ánh hỏi bà làm vợ, người cầu hôn bà, lúc đó đang lưu vong ở Nam Kỳ, cũng năm 1783, bắt buộc lánh sang xiêm, ngài phải chia tay với người vợ của mình. Ngài nhờ mẹ ngài cho nâng tựa, bằng cách giao cho vợ một nửa thoi vàng để sống qua ngày cũng như để làm kỷ niệm. Bà Hoàng trẻ tuổi đã giữ thoi vàng một cách cung kính, và cho đến nay người ta vẫn bảo tồn thoi vàng này tại Điện Phụng Tiên, Điện Hoàng Nhân Cũ với một câu văn đã được vua minh mạng cho khắc vào đấy năm 1820, kỷ niệm thời kỳ mà vào năm 1783, Đức Thế Tổ và Hoàng hậu chia tay nhau để lưu vong bên đảo. Đích thân bà Hoàng đã đi sang Xiêm vào năm 1785. Rồi bôn đào ra đảo Phú Quốc vào năm 1787, lại trở về Sài Gòn năm 1788. Luôn luôn bà đi sát cánh với vị hôn phu trong mọi chiến dịch. Ngày nọ trong một trận thủy chiến giao tranh dữ dội, bà đã nắm lấy dùi trống và đã đánh hai tiếng một thúc quân. Cứ vậy tiếng trống của bà đã làm nức lòng chiến đấu ba quân, giúp họ đẩy lui quân địch. Năm 1803, bà nhận tức phong hoàng hậu với một cái ấn bằng ngọc và một cuốn kim sách. Trong đó, vua Gia Long ca ngợi về tam tòng tứ đức của bà và sự trung thành của bà trong suốt nhiều năm trường đầy thử thách cam go. Năm 1805, bà được đặt lên ngôi Hoàng hậu. Hoàng hậu ngã bệnh vào ngày 21 tháng 2 năm 1814 và qua ngày hôm sau, 22 tháng 2. Bà băng hà từ 7 đến 9 giờ tối. Bà có hai hoàng tử, một người mất sớm khi còn nhỏ tuổi, một người là Đông Cung Hoàng thái tử Cảnh, mất năm 1801 hoàng tử thứ tư của vua Gia Long, tức là minh mạng về sau, do một bà khác sinh hạ, nhưng vào năm hoàng tử lên 4 tuổi, được tuyên bố là nghĩa tử của bà chính hậu. Bởi vậy chính hoàng tử là người đứng làm lễ tế bà, mà không phải là công tử đán con trai của hoàng tử cảnh, theo chỉ dụ minh nhiên ban dạy của vua Gia Long. Bà được an táng vào ngày 26 tháng 4 1815 và ngày 26 tháng 7 1820 vua Minh Mạng Long trọng tổ chức lễ truy phong danh hiệu của bà là Thừa Thiên Cao Hoàng Hậu. Hai ngôi tầm đều có kích thước như nhau, được xây dựng bằng hai khối thép bởi những tảng đá đẽo rất lớn, nắn bằng vôi hồ. Bên trên mỗi nhà có mái bằng nề xây tạo với hình ngôi tầm thành một khối. Hình thức cấu tạo này gợi đến một túp lều nhỏ hoàn toàn ở trong trạng thái biệt lệ trong vùng Huế. Trước mỗi ngôi tầm có một bệ thờ bằng đá cầm thạch, trước mặt cả hai ngôi tầm có một bình phong rộng lớn. Xung quanh được bao bọc bởi một vòng thành thứ nhất, một bể 30m và một bể 24m, cao 3,16m, có mở một cửa với một cái bình phong, rồi đến một vòng thành thứ hai dài 40m, rộng 31m và cao 3,56m. Ở vòng thành này có ở một lá cửa bằng đồng mà chúng ta đã thấy ở mặt trước. Tất cả địa điểm này được khai phát vào ngọn đồi có tên là Chánh Trung Sơn và đất đã san bằng ấy được giữ lại. Cách vòng thứ hai khoảng 6,4 mét bởi một vòng thành xây bằng vôi gạch theo hình móng ngựa có chu vi 123 mét, với chiều cao 3,3 mét. Ở phần sau, hai đầu vòng ra trước thấp dần xuống. Theo địa bàn phong thủy thì trục của hai ngôi tầm nằm giữa các đường thẳng quý tị ở hướng Bắc và Đinh Ngọ ở hướng Nam, nghĩa là thể xác quay đầu về hướng Nam có hơi chênh về hướng Tây. Địa thế này được chọn rất kỹ càng và việc tính toán quanh việc lựa chọn đó hoàn toàn phải bảo đảm theo ý muốn. Khi Hoàng hậu Băng Hà, ngày 22 tháng 2 năm 1814, vua Gia Long đã dụ các quan đại thần trong triều đình về dự tính ngài muốn theo lễ nghi củ rằng vợ chồng nên táng chung một chỗ. Quan đô sát ngự sử Tống Phúc Lương và quan thượng thư bộ hình phạm như đăng, sung chức hộ làng tranh phó sứ, đã được ủy thác đến xem lại địa thế các ngọn núi, tìm cho ra một nơi thích đáng để xây lăng tẩm như thế. Các quan nói trên được trợ tá bởi một nhà phong thủy học danh tiếng, ông Lê Duy Thanh, con trai của đại sư gia Bắc Hà Lê Quý Đôn. Sư gia này làm hiệp chấn tham tán quân cơ ở Thuận Hóa dưới thời quân trịnh chiếm thành này. Người ta bốc quẻ bảy lần. Câu trả lời vẫn cho biết chỉ có Thọ Sơn là địa thế có đủ tất cả các điều kiện theo ý muốn. Thọ Sơn đã quy tụ tất cả những dòng mạch Phước Đức chạy từ vô số ngọn núi bao quanh về tại lòng nó, tạo nên cho một huyệt đất mà dòng Phước Đức sẽ vĩnh tồn trong một vạn năm đây là ngọn núi biểu thị đủ cả ngũ hành. Ông Lê Duy Thanh có ý muốn chọn địa thế để xây lăng ở bên kia cái hồ hình bán nguyệt mà chúng ta đã thấy ở trước sân chầu lăng. Hoàng đế ngự trên một thớt tượng, đích thân đến giám định lại những nơi mà các quan đã tìm ra ở tất cả các ngọn núi. Nhà vua đã không chuẩn y chỗ được ông Lê Duy Thanh chọn, và đích thân quyết định chọn địa thế của lăng tầm hiện nay. Vẫn theo quẻ bốc phụ, nhà vua đã nghiêm dụ với ông Lê Duy Thanh. Nếu người ta khảo sát Long Mạch thì địa thế ở đây chắc chắn phải là địa thế xứng đáng cho một ngôi lăng tầm. Phải chăng nhà ngươi có ý muốn dành huyệt đất này để táng hai cốt thân phụ nhà ngươi vào đấy sao? Ông Lê Duy Thanh đã lại dài, cầu vua ban ơn tha tội và hoàng đế đã ân xá cho ông. Vâng thượng dụ của vua Gia Long, hoàng tử thừa kế, tức vua minh mạng sau này, chiêm bốc quẻ một lần cuối, theo cách bói mai rùa, được quẻ giữ, mà ngài nguyện hữu thân, thượng thư bộ lễ đã giải, tối hào và thuận lợi các quan được chỉ dụ sửa soạn kỳ cáo thành hoàng thủ thần, các vị sơn thần và hà bá thủy thần trong vùng sẽ khởi sự xây lăng vào một ngày nào đó, dâng chư thần lễ cúng tam xanh. Vào ngày 22 tháng 3 âm lịch, công việc được khởi sự, đó là ngày 18 tháng 5 năm 1814. Một tài liệu ghi cùng trong năm đó cho chúng ta biết, xung dụng vào việc xây lăng có 300 người trong các đội quân xanh thiết và 274 người trong các đội thủy quân và dân làng Phú Bài. Họ nhận được 60 đồng tiền kèm mỗi ngày. Khi đứng phía sau tầm và thẳng trên trục của nó, người ta thấy xa xa phía trước lăng có một ngọn núi tròn trịa, trên đầu có tròm cây thông mọc dài rác, đó chính là thiên thọ sơn, hai không trụ bằng gạch xây, cao đến 15 mét, giới hạn rõ ràng ngọn núi theo đường chân trời. Nên lưu ý rằng tất cả những lăng mộ của vua chúa ở mỗi mặt và ngay phía trước lăng mộ thường có những cột trụ cao, mặc dù có nhiều điểm không phù hợp, những cột trụ này vẫn có thể bị đồng hóa với bốn cột trụ lớn tại các lăng mộ vô chúa của Trung Quốc ở bốn khóc nhà bia thần đạo, gọi là kính thiên trụ, hay lẫn với hai cột trụ mà từ xa người ta đã thấy để mở lối đi cho các tượng theo một vài tác giả, chúng có thể là cây đúc tượng trưng soi sáng bước đi của linh hồn. Nhưng vị trí của trụ này ở Lạng Gia Long có thể cho chúng ta đoán được vai trò của chúng. Vai trò này phân định ranh giới gò đất với quả núi ở đằng xa so với toàn bộ của Lăng, thu hút những nguồn ảnh hưởng về phong thủy tốt đến với tiên đế hoặc là đuổi những ảnh hưởng xấu đi khỏi tầm nhưng đó là giả thuyết giản đơn mà thôi. Thiên Thọ Sơn vươn cao đỉnh ở giữa một vùng có đến 34 ngọn núi, 14 ngọn ở phía phải, 14 ngọn ở phía trái và 6 ngọn ở sau lưng. Những đồi núi thấp, cao nối liền nhau, trên ngọn này xây dựng điện Minh Thành, trên một ngọn khác lại xây dựng điện Phương Đình. Tất cả các ngọn núi đều có cái tên báo điểm lành, hợp với các nguyên lý về phong thủy. 27 ngọn trong số 34 ngọn núi ấy có tên khắc trên một tấm bia bằng đá cao 0,6 mét, rộng 0,45 m, đặt trên một cái bệ dài 0,52 m, rộng 0,32 m và dày 0,24 m. Vào năm 1815, núi được sắc ban cho một vị thần bảo hộ là Sơn thần núi Thiên Thọ, một ngôi miếu được dựng lên để thờ vị sơn thần ấy. Hàng năm vào tháng 2 và tháng 8, một vị quan được cử để coi riêng về miếu này làm lễ dâng cúng lên thần núi. Vào những năm có tế giao, thần có một vị trí thờ đặc biệt ở án thứ hai bên hữu của phương đàn đây là một trong các vị thần lớn nhất trong các chư thần ngự trị trên các ngọn núi mà lăng tầm vua chúa triều nguyễn xây dựng dưới thời minh mạng núi bị sự xâm thực ta phải tin điều này chỉ xảy ra tạm thời thực vậy tục truyền rằng vào thời đó đỉnh núi cao nhất nằm trước một lăng có tên là đệ nhất đại thiên thọ thường bị lửa cháy tàn phá sự kiện này được xem như là một dấu hiệu khinh thường về phần thần núi